Tại hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng năm 2024, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng MB đã trả lời các chất vấn về các khoản vay tại Novaland Trung Nam Sun Group. Với Trung Nam Group, trong năm nay thì dư nợ doanh nghiệp này đã giảm 2.000 tỷ đồng. Danh mục vay chủ yếu tập trung vào nhóm điện mặt trời với các dự án đang vận hành đúng tiến độ, có dòng tiền đảm bảo trả nợ. Tương tự, năm nay, Novaland cũng giảm thêm 1.500 tỷ đồng trên tổng dư nợ tại MB và các khoản vay của Novaland không rơi vào trạng thái nguy hiểm như nhiều nhà đầu tư đang lo lắng. Còn tại Sun Group, ngân hàng không gặp khó khăn trong việc cân đối tài sản đảm bảo và tình hình trả nợ của doanh nghiệp. Hiện MB đang tập trung cho Sun Group với các dự án phát triển du lịch. Một số dự án về bất động sản của doanh nghiệp MB có giải ngân nhưng với quy mô tín dụng thấp. Kết thúc 6 tháng đầu năm, toàn tập đoàn MB, MB Group cũng ghi nhận tăng trưởng tổng tài sản gần 5% so với năm 2023, đạt hơn 988.600 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tập đoàn đạt hơn 13.400 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng đạt gần 13.200 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2023.